Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Yêu Mến Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Giăng thứ nhất đoạn 4 từ câu 10 đến câu 21. Tình yêu thương ở trong điều này, không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta. Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai con Ngài làm cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Bởi điều này, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét. Vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương. Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Nếu có ai nói, tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 16. Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Vị giáo sư thường kết thúc lớp học trực tuyến của mình bằng một trong hai cách. Ông sẽ nói, hẹn gặp các em vào lần tới, hoặc chúc các em cuối tuần vui vẻ. Một số sinh viên sẽ đáp lại, cảm ơn thầy, thầy cũng vậy ạ. Nhưng một sinh viên đã đáp, em yêu thầy. Ngạc nhiên, vị giáo sư trả lời, thầy cũng yêu em. Buổi tối hôm đó, các sinh viên thống nhất sẽ tạo chuỗi câu em yêu thầy cho buổi học tiếp theo để bày tỏ lòng trân trọng giáo sư của mình đã phải dạy qua màn hình máy tính mà không được dạy trực tiếp như mong muốn. Vài ngày sau đó, khi kết thúc buổi học, vị giáo sư nói, hẹn gặp các em vào buổi học tới. Và lần lượt, từng sinh viên đáp lại, em yêu thầy. Họ đã tiếp tục làm như vậy trong nhiều tháng. Người thầy nói, điều này đã tạo nên một sự gắn kết mạnh mẽ với các sinh viên, và giờ đây, ông cảm thấy họ là một gia đình. Trong Giăng nhất đoạn 4, từ câu 10 đến câu 21, chúng ta là một phần trong gia đình của Chúa, cũng tìm thấy nhiều lý do để nói con yêu Chúa với Ngài. Ngài đã sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Ngài ban Thánh Linh Ngài để sống trong chúng ta. Tình yêu của Ngài luôn luôn vững chãi và chúng ta không bao giờ phải sợ sự phán xét. Ngài khiến chúng ta có thể yêu Ngài và người khác vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Lần sau khi bạn nhóm họp với các con cái Chúa, hãy dành thời gian để chia sẻ những lý do bạn yêu mến Ngài. Một chuỗi con yêu Chúa sẽ dâng lên cho Ngài sự ngợi khen và mang mọi người đến gần nhau hơn. Vì sao bạn yêu mến Chúa? Bạn có thể bày tỏ tình yêu của Ngài cho người khác bằng cách nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cha ơi, con biết ơn Cha khi được biết đến tình yêu của Ngài và là một phần trong gia đình của Ngài. Xin chỉ cho con cách sáng tạo để bày tỏ tình yêu đó. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời Sống Hàng Ngày. Lời Sống